Em có bao giờ thấy ngàn hoa tỏa ngát hương thơm dưới nắng hồng, lung linh chuỗi hạt sương lấp lánh, hoa lá reo cười đón gió xuân. Anh có bao giờ vui niềm vui nhìn cánh chim bay dập bầu trời, mang bao ước nguyện cho sức sống nên đất chợ mình hoa trời non. Mùa xuân về đất nước vui thanh bình, sông núi hoang ca mừng, xóm làng trầm hương ngát, tiếng chuông chùa ngân vang. Mùa xuân về ánh mắt long lanh cười, chân sáo tung tăng đùa, bé ngồi tay sen chấp bên ông bà mẹ cha, nâng cánh mai đào ta mừng xuân, trong thúc lân reo mặt địa cười, chúc xuân Di Lặc an vui mãi, xuân đến cho đời thêm đẹp tươi. Chúc xuân Di Lặc an vui mãi, xuân đến cho đời thêm đẹp tươi. Chúc xuân Di Lặc an vui mãi, xuân đến cho đời thêm đẹp tươi. Chúc xuân Di Lặc an vui mãi, xuân đến cho đời. Tỉnh Vĩnh Phúc. Từ xa xưa, các cụ thủy tổ đã chọn nơi đất lành chim đậu làm nơi an cư lập nghiệp. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đất và người nơi đây ngày càng phát triển, đời sống nâng cao, quê hương giàu đẹp, văn minh. Xã Lũng Hòa hiền hòa nhân hậu, cần cù chịu khó làm ăn phát triển kinh tế, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp. Truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn được các thế hệ gìn giữ, quan tâm và chăm sóc đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Trời thêm ngày tháng, người thêm thọ, xuân khắp dương gian, phúc khắp nhà. Ngày hôm nay, toàn thể anh em, con cháu gia đình cụ Đỗ Văn Toàn vui mừng, phấn khởi, long trọng tổ chức lễ mừng thọ, mừng cụ Đỗ Văn Toàn đăng thọ 80 xuân. Thank you.
trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, có biết bao người con anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Trong đó có cụ Đỗ Văn Toản, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1944. Tại quê hương Lũng Hòa, cụ đã được nhà nước trao tặng huân chương giải phóng hạng nhất và huân huy chương kháng chiến hạng nhất năm 1966 đến năm 1971. Đỗ Văn Toản sinh ra trên mảnh đất quê hương Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời gian phục vụ trong quân đội, cụ đã được đơn vị tổ chức xây dựng hạnh phúc cùng cụ bà Trần Thị Đức vào tháng 12 năm 1969, quê ở xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam. Hai cụ đã có 7 người con, 28 cháu và 5 chất nội ngoại. Các con cháu của cụ luôn luôn cố gắng chăm chỉ làm ăn, nuôi dạy con cháu học hành tiến bộ theo truyền thống gia đình. Và lúc đến nhà nhà cây mây vàng cây đỏ hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng cậu cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ấp bên nếp hồng và nụ bánh trưng xanh trời xuân đang sang. Tranh em nơi nơi cứ vào người người đi hái lộc đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiên trong xuân long phùng về đây xuân vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mây vàng cây đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Cánh em nơi nơi không phụ người người đi hái lộc đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tinh trong xuân lòng phụng về đây xin vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mây vàng cây đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng cậu cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Cánh én nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tinh trong xuân lòng phụng về đây xin vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mây vàng cây đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng cậu cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ấp bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mây vàng cây đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng cậu cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ấp bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Tết đến đoàn tụ cùng ấp bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.
con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Lễ mừng đại thọ cụ Đỗ Văn Toàn đăng thọ 80 xuân trong không khí trang trọng vui tươi của mùa xuân Giáp Thìn sắp tới. Đây là dịp để toàn thể anh em con cháu chắt của cụ sum vầy tỏ lòng tri ân trời Phật gia hộ, ân đức tổ tiên phù hộ cho cụ ông, cụ bà được tuổi chẵn, các con, các cháu vui vầy, đông đủ. Thật vinh dự và tự hào cho gia đình khi được đón tiếp các vị khách quý, giáo sư sử học Lê Văn Lan, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cùng toàn thể anh em nội ngoại bên bề hàng xóm, bạn bè gần xa đã đến chung vui và chúc mừng thượng thọ của ông Đỗ Văn Toàn đăng thọ 80 xuân. Mẹ con bạn bè, mẹ ơi hạnh phúc vô bờ, mẹ lẽ rơi con yêu của mẹ là thiên thần đẹp nhất trên đời. Ngày con tập xa thế thank you.
Oh,
đôi vai, chân có lặn đôi sớm mai vai người. Mẹ già lá sắp xa cây, lẻ sau lá rụng rồi nay gánh sao. Mẹ ơi sắp biết xa rào, con sao anh hết không lao một đời. Câu hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng công yêu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con, để sau
để ban tài phát lộc cho bác gia chăm hỏi chúng con được đi tươi về tốt, đi một về mười, và được chúc thọ cho cụ ông Nguyễn Văn Toản được vui vẻ, hạnh phúc và sống lâu bên con cháu. Cảm ơn cô thật rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị thân mến, người Việt Nam ta luôn nặng lòng với đạo hiếu, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, kính lão tắc thọ, kính già già để tuổi cho. Bởi vậy mà mỗi người thêm mỗi tuổi là thêm sự tôn vinh, kính trọng của gia đình, họ hàng, làng xóm. Kính già trọng thọ là truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với người cao tuổi. Cùng với việc chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ hàng ngày, đó là truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam ta từ xưa tới nay. Và hòa trong không khí vui tươi của mùa xuân Giáp Thìn năm 2024, cùng với lòng biết ơn sâu sắc của các con cháu về cụ, hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2024, tức ngày 4 tháng 12 năm Quý Mão, các con cùng các cháu của cụ đã long trọng tổ chức đại lễ mừng thọ cho cụ ông Đỗ Văn Toản, thượng thọ tuổi 80. Và quý vị thân mến, đến với buổi mừng thọ ngày hôm nay, gia đình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư sử học Lê Văn Lan xin được trở lên sân khấu có món quà để chúc mừng. Và xin mời cụ ông Đỗ Văn Toản và cụ bà Trần Thị Đức trở lên sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời cụ ông Đỗ Văn Toản và cụ bà Trần Thị Đức xin được trở lên sân khấu. Và chúng ta hãy cùng chào đón giáo sư sử học Lê Văn Lan cùng với cụ Đỗ Văn Toản và cụ Trần Thị Đức bằng một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho khoảnh khắc thật ý nghĩa này đi ạ. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi lời mở của giáo sư sử học Lê Văn Lan sẽ có đôi lời phát biểu chia sẻ gửi tới tất cả quý vị trong buổi chiều hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Thưa cụ Đỗ Văn Toản, thưa cụ bà, kính thưa tất cả các cụ, các bác, các ông, các bà, các chị, các anh. Bây giờ xin mọi người ngước lên chỗ cao xanh thiên, vừa mới ban sáng còn ẩm ướt, mưa phùn gió bấc, nhưng bây giờ trời quang mây tạnh, gió hiền hòa. Thưa quý vị, đấy là thiên thời. Bây giờ xin quý vị hãy nhìn ra xung quanh đây, nhà cửa khang trang, điện đóm huy hoàng, màu sắc rực rỡ. Thưa quý vị, đấy là địa lợi. Và xin mọi người hãy nhìn vào chính chúng ta đang hồ hởi có mặt ở đây, những khuôn mặt rạng rỡ, những bộ trang phục đẹp chưa từng thấy. Thưa quý vị, đấy là nhân hòa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đó là lý thuyết tam tài thiên địa nhân. Hôm nay, giờ này, tại đây cùng tụ hội để chúc mừng cụ Đỗ Văn Toản 80 tuổi thượng thượng thọ. Cụ bà người chia sẻ, chúng ta đang có cái câu từ phương Tây truyền đến đây: đằng sau sự thắng lợi thành công của người đàn ông bao giờ cũng
cũng thấp thoáng có bóng dáng của người phụ nữ. Thưa quý vị, bức tranh mà chúng ta đang có ở đây trình bày tòa Khuê Văn Các, nơi thờ phụng ngôi sao chủ về văn hóa, văn chương, văn học. Công trình này được Tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Văn Thành xây dựng năm 1814 và là trung tâm của khu văn miếu Quốc Tử Giám Thăng Long, Hà Nội. Văn miếu được xây dựng năm 1070 do vua Lý Thánh Tông. Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076 do vua Lý Nhân Tông. Tất cả những con số đó, 1070, 1076, 1814, đều hướng tới, đều có con số 90. Thưa quý vị, một tiết lộ nhỏ nhỏ, tôi Cầm Tinh, con Tuất, tuổi Giáp Tuất, 1934, năm nay vừa chọn 90. Thưa quý vị, cụ ông ơi, năm nay vừa chọn 80. 10 năm nữa, cụ sẽ đại thượng thượng thọ cúc 90. Ngày đó, 10 năm nữa, tôi hy vọng thôi, là cũng được chặn 100. Vậy là tuổi 90, tuổi 80, hôm nay cũng có mặt ở đây nhận bức tranh này để hướng tới sự đẹp đẽ của con số 90 và con số 100. Xin kính dâng lên trời, đất, người, những điều tốt đẹp nhất phù hộ độ trì cho cụ, ông, cụ bà và tất cả chúng ta trong sự nghiệp mà Đại hội Đảng lần thứ 13 luôn nhấn mạnh, đó là khát vọng phát triển. Bốn chữ đó. Xin cảm ơn ạ. Kìa, hai cụ sẽ cùng nắn lại sân khấu để ghi lại những khoảnh khắc thật tuyệt vời trong ngày hôm nay, có những thước phim, có những tấm hình lưu niệm và cảm ơn món quà rất ý nghĩa đến từ giáo sư sử học Lê Văn An rất nhiều, và chúc ông có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Một món quà rất ý nghĩa đến từ Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trở lên sân khấu có món quà thật ý nghĩa để cùng chúc thọ cho hai cụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Và chúng ta hãy cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sẽ trở lên sân khấu có món quà thật ý nghĩa để cùng chúc thọ cho hai cụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, đồng hành trên sân khấu lúc này đây đó là phu nhân của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, là bà Xuân.
sẽ cũng cùng trở lên sân khấu có món quà thật ý nghĩa để cùng chúc thọ cho hai cụ. Mời quý vị, chúng ta cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Chiều ngày hôm nay để dành những lời chúc thọ ý nghĩa nhất tới cho hai cụ được hưởng thọ tuổi 80. Sao được như lúc hơn Tết này, Tết đến ngọn cầu cũng mới đen đét hồng và nụ bánh trưng xanh chờ xuân đang say. Đang đến nơi nào, cứ vào người này đi hái lộc, đẹp xinh đón trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân, đông cùng về đây xuân phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mây vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc những người sẽ gặp lành, cứ xa được nhiều vận hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên Tết hồng, và nơi đánh trứng xanh trời xuân đang xa. Cánh em nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc, đẹp xinh đến trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân, nâng thành về đây xin vầy, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được
sông non sông cỏ cùng với cháu xa nhau lại đón Tết xa. Hoa kính chúc người sẽ gặp lành sẽ sao được nhiều lúc hơn Tết này. Tết đến đầu thu cùng ở bên Tết hồng và nụ bánh trưng xanh chờ xuân nam sang. Trăng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tết trong xuân lòng phụng về đây xin vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một mới an khang bình an bên nhau nhiều tết đẹp và lúc đến nhà nhà cây mây vàng cành đào hồng thắm tươi chúc cụ già sông lo sông thọ cùng cô cháu xa nhằm lại đón tết xa và kính chúc người sẽ gặp lành tết sao được nhiều lúc hơn tết này. Tết đến đầu thu cùng bao bên đếp hồng và nụ bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Mừng Tết đến và lúc đến nhà nhà tết mây vàng cành đào hồng thắm tươi chúc cụ già sông lo sông thọ cùng cô cháu xa nhằm lại đón tết xa và kính chúc người sẽ gặp lành tết sao được nhiều lúc hơn tết này. Tết đến đầu thu cùng bao bên đếp hồng và nụ bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Tết đến đầu thu cùng bao bên đếp hồng và nụ bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Cảm ơn chia sẻ và chính thức khai tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngày hôm nay họp thân nơi đây, ngày bên nhau ta vâng kính thưa các cụ các ông các bà cô dì chú bác nội ngoại hai bên, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hàng xóm láng giềng, hôm nay ông bà của chúng con tổ chức một buổi liên hoan mừng ông bà con được 80 tuổi. Vậy sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, quan khách là niềm vinh dự vô cùng to lớn đối với gia đình chúng con. Nhân dịp đây, con xin gửi lời chúc đến các cụ, các ông, các bà tăng liên truyền họ, bất liên giai não. Năm cũ sắp qua để đón mừng năm mới, con xin gửi chúc các bác, các bà, các cô, các dì cùng hàng xóm láng giềng đón một xuân bình an, mạnh khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vâng, giờ cũng là đến giờ để khai tiệc. Con xin được mời các cụ, các ông, các bà cùng các vị quan khách quý dùng bữa ngon miệng. Gia đình con xin chân thành cảm ơn. Quý vị thân mến, và đại lễ mừng thọ cho cụ ông Đỗ Văn Toản đã được thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của các bậc vị khách quý đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị có một mùa xuân năm mới gia đình an khang hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và kính chúc quý vị có một bữa tiệc thật là ngon miệng và buổi chiều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Xin được kính chúc hai cụ thượng thọ tuổi 80 luôn luôn sống vui, sống khỏe, sống vui vẻ bên con cháu. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị rất nhiều. Chính mọi quê hương.
xuân tràn hòa ước ngày sau như là ngày
tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người trai lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.